Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Em gái tỷ phú của Cẩm Ly gây tranh cãi khi bất chấp yêu cầu của gia đình. Cộng đồng mạng tranh cãi khá nhiều về hành động của vợ chồng ca sĩ Hà Phương, một số bức xúc khi em gái Cẩm Ly phớt lờ yêu cầu của gia đình nghệ sĩ Chí Tài. Nghệ sĩ Chí Tài vẫn đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Kể từ khi ông đột ngột qua đời hôm 9 tháng 12 đến nay, dư luận vẫn hàng ngày theo dõi, cập nhật thông tin về tang lễ. Sau khi tang lễ tại Việt Nam kết thúc hôm 12 tháng 12, linh cữu của Chí Tài đã được đưa về Mỹ vào tối cùng ngày. Gia đình của nghệ sĩ tiếp tục cử hành lễ phát tang để mọi người có thể đến nói lời vĩnh biệt với ông. 11 giờ ngày 18 tháng 12 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng ngày 19 tháng 12 theo giờ Việt Nam, một buổi lễ trang trọng đã diễn ra. Khán giả Việt một lần nữa ngậm ngùi tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài. Các sao hải ngoại như Thúy Nga, Quang Minh, Đức Tiến, Hồng Đào, Hồng Ngọc đã có mặt để chào tạm biệt người anh đáng kính. Một số người vì không thể đến đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nghệ sĩ Chí Tài. Trong những hình ảnh về tang lễ nghệ sĩ Chí Tài ở Mỹ được chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả bất ngờ vì sự quy củ, chuyên nghiệp, mọi người không chen lấn, lần lượt xếp hàng vào nhìn mặt cố nghệ sĩ lần cuối. Cùng với đó, theo yêu cầu của gia đình Chí Tài, mọi người không mang theo vòng hoa. Thế nhưng, ở ngay con đường ra vào khu vực nhà thờ lại xuất hiện một vòng hoa tươi rất lớn. Cộng đồng mạng bắt đầu chú ý, nhận ra vòng hoa trên do gia đình Hà Phương chính chu gửi đến. Vợ chồng em gái Cẩm Ly không thể có mặt nhưng vẫn muốn gửi lời chia buồn với gia đình nghệ sĩ Chí Tài. Nhưng không may, hành động này gây rất nhiều tranh cãi. Một số người cảm thông cho việc làm của Hà Phương chính chu, cho rằng họ chỉ muốn san sẻ nỗi niềm với gia quyến, vô tình quên mất khuyến cáo. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến trách móc cặp đôi đã phớt lờ yêu cầu của gia đình gây chú ý tại đám tang của đàn anh. Mặc những lời ra tiếng vào, ca sĩ Hà Phương và chồng vẫn giữ im lặng. Trước đó, em gái Cẩm Ly từng có chia sẻ xúc động về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài. Trên trang cá nhân, cô đăng tâm thư ôn lại kỷ niệm của cả hai từ những ngày đầu mình mới đến Mỹ. Em gái Cẩm Ly cũng đã lên kế hoạch năm sau sẽ cùng Chí Tài hợp tác cho một MV mới. Thế nhưng, dự định đó vẫn còn đang dang dở thì đàn anh đã ra đi, khiến Hà Phương rất sốc và đau lòng. Cũng trong tang lễ, gia đình ca sĩ Hà Phương đã gửi tặng kèm 50.000 đô la như món quà đóng góp vào quỹ từ thiện Chí Tài. Gia đình của nghệ sĩ rất xúc động, nói lời cảm ơn đến vợ chồng em gái Cẩm Ly khi biết tin hứa sẽ thông báo kết quả từ thiện công khai trong thời gian tới.